Dạ chào mọi người nha, hiện giờ thì mình đã tới cao tốc Long Thành Dầu Dây á. Thì bây giờ trên đường đi ra ngoài làng Cùi Quy Nhơn từ thiện á mọi người. Đây mọi người ghé dừng chân đây ăn cơm. Cơm nhà làm. Cơm nhà nấu đem theo, đây là nguyên cá đòn. Kẹo quay. Đây ăn chay có món chay. Và hiện giờ thì đoàn của chùa Mạnh Thường Quân, chùa Thanh Tiền đang có mặt tại Bình Định đó mọi người. Thì giờ mọi người chuẩn bị xuống những phần quà với gạo, mì tôm, dầu ăn. Ủa, gạo hình như không có ha. Gạo. Gạo chuyển bên đây rồi. Là gạo chuyển qua bên kia. Yeah, chào mọi người trở lại với kênh Hai Lúa Ngao Vuông. Hiện tại đoàn của mình đang có mặt tại Bình Định đó. Thì Mạnh Thường Quân của chùa Thanh Tiền, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Bình Định này phát gạo, dầu ăn, nước tương để giúp đỡ nha những người bệnh phong ở ngoài đây ha. Đây thì đang xuống xe gạo thì chắc bên đây. Đây mấy cái trụ mấy bệnh nhân rồi chuẩn bị đến đây là hồi ta nhận quà nè mọi người. Đó. Đó là bệnh lây hả? Không bị lây. Không bị lây hả? Không. Tại cô nói nè, cái giường cổ không bệnh. Dạ. Không dặn bị bệnh. Dạ. Để đứa con ra xét nghiệm không bị và không là mấy đứa nhỏ này không bị nè. Dạ. Hay hả? Dạ. Con đang đi xét nghiệm lần. Dạ. Rồi vậy đó có thì cái mẹ bệnh chắc con cũng giống vậy không bạn? Nó có di truyền. Mẹ nó không có di truyền. Phong là không có di truyền ha. Dạ, leo được máu. Hay hả? Mình sợ là cái giường già là không sao, nhưng mà sợ mấy đứa nhỏ. Hết nha, chị này nè, chứ bệnh mà bệnh nhiều. Ừ, mới nhóm á, dạ như mới nhóm. Nhéo vô đó nó không có đâu. Ví dụ như cái nhóm đó, dạ. Nó thâm, giống như cái bớt mình vậy. À. Mình nghi, mình nhéo nó không đâu. Không đâu là mình nghi ngờ. À. Vậy là chị đi dịch lãnh giùm bà hả? Không bà, bắt đầu bà ơi, đi lãnh giùm cho bà chị. À. Ông chồng mình cũng của ổng, mình chiên cho một hộ, mình chiên hộ á. Thì lãnh giùm hả? Lãnh giùm ha. Đây bà con đến đây chuẩn bị những quà nè mọi người. Thấy mày quay đi chút chữ thì cũng. Bắn nào đó, bắn đi. Chậm ra nhà. Mấy thùng hai thùng không? Bà chưa, ông muốn chung gì đó. Yeah.
đứng chung với lão luôn. Không không đứng bên đây đi. Không? Dạ. Mày cũng về đoàn luôn à? Dạ. Làm một chút mà ấy là nó to chứ ai nó túm túm nó nhỏ quá. Dạ. Đây có bột ngọt nữa ha. Đây hiện giờ là rất là đông người luôn á mọi người. Mấy cái bệnh nhân bị phong của người ta di chuyển đến đây. Thì chúng ta đứng một bên. Do đó mà khi chúng ta phát quà đó thì ở trên xe của chúng ta nó có bì sẵn. Sau khi chúng ta chụp hình và quay phim xong á thì quý vị sẽ lấy mỗi người một cái bao để chi chúng ta định nước tương dùng ăn và bột ngọt vân vân ha, để chi để phát cho những người bà con ở đây. Như vậy thì người ta nhận cái bì đó, sau khi người ta nhận cái bì đó thì người ta nhận luôn cả thùng mì và người cũng nhận. Do đó quý vị xong rồi chúng ta cố gắng để vào bì cho nó nhanh á, đại khái là thế. Quý vị nghe rõ không ạ? Vì Phật tử xin biết như thế này, quý vị là cho như vậy thì nó sẽ còn vào rồi. Ủa sao không đợi cho ông lượt chúng ta? Ngưng lại phát tí nữa phát nè. Phát gì nó vượt quá. Phát gì người ta xin theo xin. Dạ. Vậy nó dễ hơn. Quý vị mà phát tiền để một lát nữa chúng ta cho quà đó, thì khi mà người ta xách quà đi á ra thì quý vị mà có cái trách nhiệm để chúng ta phát quà, phát tiền thì chúng ta đứng ở ngoài đây để chi để người ta cầm quà ra, sau thì chúng ta sẽ gửi lì xì cho các vị đó. Chứ quý vị cho về rất là ồn này, thứ nhất là nó lộn sợ, nó rất là làm cho cái ở trong cái chỗ phát quà mà nó không được tốt lắm ha. Xin mời bà con tập trung về hết bên đây. Bên đây là không có đứng tính được đâu. Nhanh lên đi. Bà con nhanh lên. Là thầy đã đến đây mà đợt trước thầy nói là đợt này là không được ồn ào, không được chen lắm. Thầy có nói mà tôi cũng nhớ là đúng là đợt đó là rất là lộn xộn. Cái gì gỡ qua vô đợt này bà con đi một cách tương cho nó gọn gàng. Và ở đây là tôi đã thấy nhớ là nha, nhớ gỡ nha. À, trước khi phát quà cũng xin mời thầy đi chia sẻ cho lời của bà con. Rồi quý vị chúng ta chia làm 2 hàng và 3 hàng. Một hàng. Nếu một hàng chúng ta làm một hàng thiệt là dài ra. Ví dụ cái người lớn tuổi là chúng ta đứng trên. Cái người lớn tuổi chúng ta đứng trên, cái người nhỏ đứng sau để chi đây. Tất cả quý vị đều có hàng hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi quý vị, đây. À, quý vị chúng ta giữ trật tự ha. À, chúng ta xếp một hàng một, cũng giống như là các gì mà đi, tức là chúng ta bây giờ chúng ta xếp một hàng một để cái người lớn tuổi đi trước, người già người lớn tuổi đi trước, rồi tới cái người kế chúng ta đi sau ha. Như vậy thì cái công việc nó mới ổn được. Cho quý vị mà ồn quá nó không có được vui lắm ha. Tức là chúng ta phải giữ trật tự. Ở đây ai cũng có, nên các vị ha, yên tâm ha. Là thầy đã đến đây, mà đợt trước thầy nói là đợt này là không được ồn ào, không được chen lắm. Thầy có nói, mà tôi cũng nhớ là đúng là đợt đó là rất là lộn xộn. Chắc cái gì gỡ qua vô. Đợt này bà con đi một cách tư trên nó gọn gàng. Và ở đây là tôi đã thấy nhớ là nha, nhớ gỡ nha. À, trước khi phát quà cũng xin mời thầy đi chia sẻ những lời bà con của các con. À, quý vị chúng ta chia làm hai hàng và ba hàng. Một hàng hả? Nếu một hàng chúng ta làm một hàng thiệt là dài ra. Ví dụ cái người lớn tuổi là chúng ta đứng trên, cái người lớn tuổi chúng ta đứng trên, cái người nhỏ đứng sau để chi đấy. Tất cả quý vị đều có hàng hết. À. Rồi quý vị, đây. À, quý vị chúng ta giữ trật tự ha. À, chúng ta xếp một hàng một, cũng giống như là các gì mà đi, tức là chúng ta bây giờ chúng ta xếp một hàng một để cái người lớn tuổi đi trước, người già người lớn tuổi đi trước, rồi tới cái người kế chúng ta đi sau ha. Như vậy thì cái công việc nó mới ổn được. Cho quý vị mà ồn quá nó không có được vui lắm ha. Tức là chúng ta phải giữ trật tự. Ở đây ai cũng có, nên các vị ha, yên tâm ha. Được chưa quý vị? Quý vị xong chưa? Ổn định chưa? Ổn định rồi, thầy mới nói chút xíu ha. Cầm bên bông ngọt lên đi. Ăn cây rồi bán. Ở trong đây chúng ta làm trật tự nha. Cái sự trách nhiệm ha. Đây mọi người đang chuẩn bị những cái phần quà để mang gửi đến các bệnh nhân bị phong. Thầy xin chia sẻ cho các bệnh nhân mà mua ngồi xuống đó đây. Bây giờ lấy cái bàn ra, đúng rồi đó, xin mượn hai cái bàn ra đây. Rồi bây giờ là tôi đề nghị nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Đây bước ra cô. Đủ này. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Ai mà khác nhóm đủ này. Tôi đã nói thì không biết nhận. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Còn ai mà nhận dùm nhận thôi để thiếu thì cái dưa ra ra phía sau đứng chặt. Cái đứng gì đâu mà tôi thấy cười quá. Từ nóng đâu phải là đứng gì dùm bệnh là chết hết cả bầy. Thôi thì có tôi đóng cạnh này. Đúng lúc luôn á. Thưa cô, cái đoàn này thật cũng vô tạo rồi. Ôi cầm tốt nào quá. Không điện vô cái này mấy ngày rồi. Đừng để. Thấy rõ chưa? Đây mọi người, ban tổ chức đang sắp xếp lại á mọi người. Lấy đi ra luôn đúng không ạ?
vị thầy cô nói chuyện này quý vị nghe nghe thầy nói đây nè. Rồi chúng ta tập tự đi nha. Ba trong phòng, ba trong phòng bao gồm là gạo, mì, dầu ăn, bột ngọt, nước tương, đường, vân vân. À, trong đó có mỗi người một cái phong thư. À, như vậy thì chúng ta được cái lọc của chùa cũng như là các vị hảo tâm, họ về đây họ để phát tâm cho các vị và chia sẻ cái mùa lễ Phật đản năm nay. Như vậy là chư Phật ra đời là nhằm mục đích khai thị chúng sinh cùng học tập tri kiến, làm cho chúng sinh được an vui và an lạc. Như vậy hôm nay ngài về đây cùng với thiện nam tín nữ Phật tử và chia sẻ một món quà rất là ý nghĩa để đem lại cái tình nghĩa tình thương các vị quan lý hỗ trợ và đồng thời các vị nhận món quà này được nhiều sức khỏe và an lạc, và cũng cầu chúc cho các vị luôn luôn trong cái làng tôi như thế này giữ vững tâm được an lạc và sức khỏe được bình an, và cầu chúc ban lãnh đạo trong này gia đình được hạnh phúc và bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta phát quà thì anh Nghĩa nói ít lời để bắt đầu chúng ta. Con cũng thay mặt cho bà con bệnh nhân xin cảm ơn những lời chia sẻ của thầy, và cũng kính thầy cũng như quý Phật tử, thì trong cuộc sống cũng có một cái gì mà cho nó hoàn hảo. Thì bản thân bà con bệnh nhân ở đây họ sống vào cái nhờ cái lòng thương ái của các bạn thầy vương trong một nhà nước thầy chủ yếu. Thì cũng như ngày hôm nay thấy những món quà như thế này thì bà con thấy là coi như là lâu nay coi như là từ ngày Covid tới giờ rất là khó khăn, thấy bà con thấy mà coi như đoàn thầy chịu rất là mừng, cho nên là biết việc hoan hỷ, thấy nãy giờ bà con cũng hơi là thấy coi như là cũng khó khăn ghê lắm này, không có trật tự nè, chen lắng này đó, cho nên là xin thầy cũng như cái thực phẩm hoan hỷ cho các con. Và không biết nói gì hơn, con cũng xin thay mặt cho bà con bệnh nhân xin gửi các thầy mùa phật đản an lạc, an tâm an lạc, quý phật tử gia đình phúc và bình an, thành công trong cuộc sống. Xin thay mặt cho bà con. Khi mà chiếc quà đó thì cái việc nào mình đặt ghế, cái nào mình đặt vừa ghế lên, nhận vừa ghế lên để thầy phát thượng tư. Sau khi quý vị nhận được vừa ghế rồi, chúng ta dọn xếp hàng đi theo cái dòng đi ra. Từ quý vị cứ lên đứng đây, đây là đứng quay, đứng quay mặt lại. Quay đó. Đó, đứng, các vị đứng 10 vị ở đây quay mặt lại. Đây, qua đây, qua đây, qua đây. Thì là bên đây sẽ có người sống mé bên đây. Cho các vị mạnh thường quân đến hợp. Ê ơi, thầy, đứng lên đây trong đường. Đứng dưới đây em mới chụp hình, thầy được. Đủ mười chưa, để cho qua quay qua, đủ mười chưa, đủ chưa? Rồi chưa lúc dưới đi vào đây. Rồi đi ra mình sao đó. Đúng mười người thôi, mười người đúng mười người đó. Chín thiếu một người. Rồi. Quý vị mà phát tâm lì xì kia, chúng ta đứng ngắt đây, đứng ở đây để chi để bắt đầu thầy đưa ra thì quý vị sẽ ra. Bắt đầu chúng ta nghe 1, 2, 3. Con đỡ bước qua trên 7 nè. Bắt vui chị, bắt vui.
Con nợ đứng trước chỗ anh Bảy nè. Đó, đứng ở chỗ anh Bảy á. Đây là hơn 300 phần quà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn gì nè. Quý vị nào hỗ trợ, quý vị nào hỗ trợ là đứng đây phát cho 38 người ở đây nè. Quý vị nào hỗ trợ đứng bên đây để cho họ đi khỏe ra trước luôn nè. Rồi các vị, quý vị đi tới đây. Năm người thôi, từ đi năm người phát ra dễ hơn. Từ mì áo chồng bên đây. Chồng gạo đây. Rồi đi thẳng luôn, từ cái đá từ. Đây. Đây. Anh nào nhận quà, anh nào phát đây. Đi thẳng ra trước luôn. Nếu qua đây được không? Anh ơi, anh bước qua đây nè. Quý vị khác là chính bên trong. Anh bước qua đây nè. Rồi. Cứu.